mà cái miệng con bị gì vậy? Giống đánh lộn phải không? Vết bầm trên mặt của anh Thiên Minh là do bạn trai của Trúc Anh gây ra đó ạ. Tao chắc chắn là dàn cảnh. Kế hoạch của tụi mình coi như thành công một nửa. Từ giờ không còn ai bảo vệ nó nữa đâu. Buông tôi ra. Con cầm về lo cho gia đình. Rồi từ nay đừng có làm phiền đến thằng Tuấn Anh nhà cô nữa. Còn hơn là sống mà để thực hiện giấc mơ của người khác. Minh, ông con dạy lại nó đi. Nó trả treo tôi kìa. Tôi sớm làm mà buồn nữa đâu. Mà muốn đi du học á, tôi sẽ chờ bà. Không sao hết trơn á. Em để dành sức á, em la với anh đi. Trả tôi ra. Hẹn nhau một mai ngày khi ta lớn, vẫn bên cạnh nhau dù bao khó khăn. Chẳng là những mơ mộng trẻ con, chưa từng trải qua những bão giông.